Tính giờ anh, tính anh. Hay quá nhờ. Kịp. Bắt sóng ạ. Em bắt sóng nhanh lắm. Đấy, anh nó theo coi theo bóng đây. Anh Kính ơi, quả này cho kèm với cả phanh kiên đê rong thì chắc lắm ấy. Có định cờ về tìm người thôi. Mẹ một sức khỏe một đầu óc. Bảo cái tinh thần của mình lên cao nhỉ.
Đấy rồi, bốc ba. Ba người một cánh đi. Anh ơi, cho đá luôn 30 phút nhá. Quá. Anh ơi. Đá luôn 30 phút nữa, rồi. Đang chuyên nghiệp. Ôi. Mày chưa còn làm, mày hô ta bắt bóng. Ta không quay được máy quay đâu. Hay quá. Tùng đợt vừa đi Hà Công Đê về ăn nhiều trứng và là khỏe ghê cơ. Ai mà anh cho ăn chè miễn phí. Toang rồi. Thank you.
Thôi anh Huy sai rồi, bên kia xin lỗi đi. Mấy giờ đấy anh ơi? Đổi sân đá luôn. À thế à? Nhanh. Bắt đầu. À, thiếu người này. Đá đây anh ơi. Đá đây. Ôi giời. Anh ơi dừng. Đâu rồi. Đâu.
Sao anh ơi? Biết rồi, quả đấy cả. Bien. Uy. Có va đây rồi, không cãi được. Tập trung nha, anh em có một quả thôi. Quả nào ạ?
xong rồi. Em chưa nhìn thấy xong. Còn 5 con 7 phút nữa thôi người. Anh Tuấn ơi, chẳng ai xem anh Tuấn ơi, anh Tuấn có xem xong bóng rồi, xong mà chưa đi đâu gì hả? Ngồi đấy. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Theo đi Linh.
Ê, uy dí là tiền đạo cho nó phải lên. Hết rồi nhá.